Trước khi chi trả doanh thu cho mình thì bên họ có cắt lại 10% khấu trừ thuế, thì mình nghĩ là 10% đó là mình đã hoàn thành nghĩa vụ thuế rồi. Shopee kê khai doanh thu của trả cho mình vào mục tiền công tiền lương, khiến mình bị áp cái thuế suất lên tới 35%. Trong những ngày vừa qua thì việc những người làm tiếp thị liên kết hay còn gọi là affiliate marketing có thể phải đóng bổ sung khoản thuế thu nhập cá nhân còn thiếu lên tới hàng tỷ đồng đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng kinh doanh trực tuyến. Không biết là chị Điệp Anh có người quen làm trong cái lĩnh vực affiliate này không ạ? Vâng, cho cái bối cảnh chuyển đổi số hiện nay thì tôi cũng có quen một vài người bạn làm tiếp thị liên kết, và thực sự là tôi cũng đã rất là ấn tượng về mức thu nhập của các bạn ấy từ công việc này. Và khi mà biết được là số tiền thuế thu nhập cần đóng bổ sung thì đúng là nhiều người cũng sẽ rất là bất ngờ. Và tất nhiên là cũng phải chia sẻ thêm là tiếp thị liên kết đã ra đời tại Mỹ từ cách đây khoảng 30 năm, được khởi xướng bởi Amazon. Một cách đơn giản thì tiếp thị liên kết là hình thức quảng cáo dựa trên chi phí cho mỗi lượt chuyển đổi thành công, và phổ biến nhất hiện nay là lượt mua hàng của người dùng. Ví dụ như là khi chúng ta sử dụng những cái ứng dụng video, xem video, ví dụ như là TikTok hay Instagram chẳng hạn, thì sẽ có một cái đường link mua hàng, nếu chúng ta ấn vào đó thì đó được gọi là tiếp thị liên kết. Ở giai đoạn sơ khai thì đây được coi là một nguồn thu nhập thêm cho những người có ảnh hưởng hay là các blogger. Tuy nhiên trong những năm gần đây thì với sự bùng nổ của thương mại điện tử, tiếp thị liên kết là một công việc chuyên nghiệp và mang lại một nguồn thu nhập lớn. Bằng nguồn thu nhập lớn thì rõ ràng là hấp dẫn rất là nhiều người tham gia vào thị trường và làm công việc này. Tuy nhiên thì câu chuyện người làm tiếp thị liên kết có thể bị truy thu thuế thu nhập cá nhân lên tới cả tỷ đồng cũng cho thấy đây không phải là một mô hình kinh doanh dễ dàng. Những phiên live stream bán hàng trên nền tảng TikTok như thế này là một hình thức tiếp thị liên kết đang ngày càng phổ biến. Người live stream không cần phải sở hữu hàng hóa, không cần kho bãi, nhưng vẫn được chia sẻ một phần tiền từ doanh số bán hàng ghi nhận được. Việc quan trọng nhất là phải làm sao thu hút khách hàng và khuyến khích họ chốt đơn càng nhiều càng tốt. Hoa hồng bao nhiêu là do bạn deal với nhãn hàng. Ví dụ như là nếu mà hôm đấy bạn muốn bán giá siêu rẻ, bạn chấp nhận là ví dụ bình thường chiết khấu affiliate cho các bạn KOC như bên em làm là sẽ là khoảng tầm 15%. Nhưng bạn bảo là thôi bây giờ tôi không cần 15%, tôi muốn là khách hàng của tôi được mua giá rẻ hơn, thì tôi chỉ nhận về hoa hồng 7-8 hoặc 10% thôi. Tất nhiên, không phải cứ đăng bài hay lên livestream là được. Người tiếp thị liên kết cũng phải bỏ ra nhiều khoản chi phí. Như trường hợp của anh Quyết, người làm công việc này được nhiều năm, chi phí đầu tư thậm chí chiếm tới 6-70% khoản tiền thu về. Là mình phải tự bỏ ra rất nhiều chi phí đầu tư để xây dựng hệ thống tài nguyên, hệ thống truyền thông như các kênh trên các nền tảng mạng xã hội, rồi chi phí làm nội dung, chi phí nhân sự, chi phí vận hành, rồi chi phí chạy quảng cáo. Thế nhưng, tiền nhận được lâu nay lại được chuyển về cho riêng anh Quyết và được ghi nhận là tiền lương, tiền công. Do đó tính là thu nhập cá nhân, với số tiền cả tỷ đồng, cơ quan thuế ước tính mức lý tuyến phải đóng là 35%. Trước khi chi trả doanh thu cho mình thì bên họ có cắt lại 10% khấu trừ thuế, thì mình nghĩ là 10% đó là mình đã hoàn thành nghĩa vụ thuế rồi. Shopee kê khai doanh thu của trả cho mình vào mục tiền công tiền lương, khiến mình bị áp cái thuế suất lên tới 35%. Các sàn và các doanh nghiệp tiếp thị liên kết cho hay, lâu nay họ chỉ thu hộ 10% để đóng thuế thu nhập cá nhân và vẫn kê khai tương tự. Sự việc chỉ phát sinh khi năm 2023 có quy định các sàn thương mại điện tử phải báo cáo doanh thu, thu nhập của người kinh doanh trên sàn cho cơ quan thuế. Phía bản thân Mastershopper cũng đang kê khai như vậy. Thì thuế đang đánh trên toàn bộ doanh thu mà các bạn nhận về. Thì khi các bạn không chứng minh được là cái nguồn chi phí để tạo ra doanh thu đấy để có thể được khấu trừ ấy, thì nó sẽ gây ra cái tình trạng như hiện nay. Một số chuyên gia khuyến nghị để tránh những rủi ro tương tự, khi mô hình đã lớn, đông nhân sự và doanh thu cao thì tốt nhất nên thực hiện việc đăng ký kinh doanh để được hưởng thuế suất tốt hơn. Trao đổi với VTV Money, những người kinh doanh affiliate cho biết họ có nguyện vọng được tính thuế tương tự như cá nhân kinh doanh theo thông tư 40/2021 của Bộ Tài chính. Khi đó mức thuế suất chỉ vào khoảng 7%, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.